Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời, tuổi sinh năm 1986 năm mạng. Bính Dần là những người có trái tim ấm áp và giàu lòng yêu thương. Họ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai mà không bao giờ cầu lợi cho bản thân của mình. Và thưa quý vị, chính vì điều đó mà Bính Dần được bạn bè, người thân hết mực yêu quý, tôn trọng. Tuy nhiên, con đường công danh và sự nghiệp của họ lại không mấy thuận lợi. Để tăng cường vận trình công danh sự nghiệp cũng như giúp cho cuộc sống gặp nhiều may mắn, nam bản mệnh Bính Dần hãy theo dõi những phân tích tử vi và lời khuyên của chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Gia chủ Bính Dần nam mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn, Trực Định, mạng Lưu Trung Hòa, Lửa Trong Lưu, Khắc Kiếm Phong Kim, con nhà Xích Đế Cô Quạnh, Xương Con Cọp, Tướng Tinh Con Chim Chỉ, Cậu Tài, Cậu Quý Độ Mạng. Có thể khái quát tử vi chọn đời nam mạng Bính Dần thông qua bài thơ sau. Bính Dần cung khảm, lửa lư, nếu sinh xuân hạ ấm no thanh nhàn, thu đông chẳng thuận lỗi thời, lỗi sinh cực nhọc nên chàng âu lo, số này bất luận gái trai, khôn ngoan mưu trí ít ai thật thà. Nhưng mà vô số đàn bà, thế mà sự nghiệp tự tay mình làm. Sau thành cốt cách bền lâu, gia đình sự nghiệp tự tay mình làm. Tiền vận chẳng đặng an thân, chẳng bằng trung vận tròn vành mấy phân. Kiểng già nhưng lộc còn xuân, số năm tuổi vẫn còn nợ duyên. Tổng quan, tuổi Bính Dần lúc nào cũng vui tươi, ngập tràn tinh thần lạc quan, yêu đời. Dù họ có phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng ý chí, sự quyết tâm và tinh thần thép luôn giúp họ vượt qua. Trong công việc, Bính Dần rất coi trọng chữ tín. Khi đã được giao phó một trách nhiệm, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Bính Dần là những người có trái tim ấm áp và luôn giàu lòng yêu thương mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai mà không cầu lợi cho bản thân mình. Chính vì điều đó, Bính Dần được bạn bè, người thân yêu thương hết mực và tôn quý, tôn trọng. Tuy nhiên, con đường công danh và sự nghiệp của họ lại không mấy thuận lợi. Bính Dần thường xuyên gặp phải khó khăn, trục trặc, thậm chí là có những lần họ phải đương đầu với nguy hiểm. Dù vẻ bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, nhưng cũng có lúc Bính Dần cảm thấy cô đơn, lạc lõng và cần sự thấu hiểu, sẻ chia của một người nào đó. Để tăng cường vận công danh sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng tiến, đạt được nhiều thành công, nam mạng Bính Dần hãy thỉnh đeo vòng tay tam hợp Dần, Ngọ, Tuất để chiêu tài đón vận cho mình. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng trong phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vượng phát. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Tình duyên, Bính Dần là những người có trái tim đa cảm. Khi yêu, họ đặt nhiều niềm tin và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì đối phương. Điều đó đôi khi khiến họ phải nhận tổn thương hay thất bại. Trong cuộc đời, Bính Dần sẽ phải trải qua thất bại hay trong chuyện tình cảm thì họ thường phải đau buồn. Điều đó giúp họ trưởng thành và hoàn thành bản thân mình hơn. Và trong tháng 3, tháng 2, tháng 9 âm lịch thì những người tuổi Bính Dần sinh vào tháng này đều có mối tình đầu rất đẹp với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thế nhưng khi tình yêu đổ vỡ, họ cần phải thoát ra khỏi vòng xoáy hồi ức đó, tĩnh tâm và mở cửa trái tim của mình một lần nữa. Mảnh ghép cuối cùng vẫn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Những người sinh vào tháng 4, tháng 6, 7, 8, 10, 11 âm lịch, trải qua nhiều cuộc tình, Bính Dần mới có thể tìm được cho mình một người bạn đời phù hợp. Hãy học cách trân trọng lắng nghe, chia sẻ và quan tâm đến đối phương nhiều hơn nữa để xây dựng mối quan hệ lâu dài, trọn vẹn. Sinh vào tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch, tình duyên thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc, được nhiều người yêu quý theo đuổi. Bính Dần sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, tuy nhiên bạn cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu đối phương kỹ lưỡng. Sự hòa hợp chính là yếu tố quan trọng để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Gia đạo công danh, thừa nhỏ Bính Dần phải trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn, bởi vậy họ sớm rèn luyện sự kiên trì, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực. Mặc dù vậy, may mắn ít khi mỉm cười với những người này. Không ít lần phải bôn ba chịu nhiều sóng gió, nhưng Bính Dần vẫn không đạt được kết quả như mình mong đợi. Công danh sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Từ 38 tuổi trở đi, công việc mới được suôn sẻ, thuận lợi, như ý muốn. Bính Dần nên tập trung,
tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân. Tài lộc dồi dào nhưng thu nhập vẫn chỉ ở mức đủ tiêu, không mấy dư giả. Một phần là do cuộc sống của Bính Dần có nhiều khoản phải chi tiêu. Một phần nữa là do họ rất phóng khoáng, rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người gặp khó khăn. Tuổi hợp làm ăn. Tuổi Bính Dần nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Đinh Mão, Quý Dậu, Giáp Tý, Canh Ngọ. Đó là những tuổi có thể giúp sự nghiệp, công danh của Bính Dần gặp thêm nhiều may mắn thuận lợi. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với tuổi Đinh Mão, Quý Hợi, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Dậu, Canh Ngọ, cuộc sống sung sướng, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Kết hôn với tuổi Bính Dần, Tân Dậu, Nhâm Thân, Canh Thân, cuộc sống an nhàn, hòa hợp, tuy nhiên đôi khi vẫn gặp phải khó khăn. Sự kết hợp này không mấy hoàn hảo khi cả hai bên đều là những người rất phóng khoáng và hoang phí. Họ có thể chi tiêu một cách tùy tiện và rất hay rơi vào tình trạng thiếu thốn. Kết hôn với những người tuổi Giáp Tuất, Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, mối quan hệ vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã, cuộc sống ngày càng gặp nhiều khó khăn khi công việc không được như ý. Bính Dần thường xuyên phải đối mặt với căng thẳng, mệt mỏi. Muốn duy trì được mối quan hệ, bạn cần phải bình tĩnh, nhường nhịn và tránh nóng nảy. Vào những năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, vận mệnh của những người tuổi Bính Dần kém may mắn. Bởi vậy, bạn không nên tiến hành những công việc quan trọng trong cuộc đời như cưới xin, mở rộng làm ăn và thay đổi công việc. Bính Dần là những người năng động, nhiệt tình và hài hước. Họ luôn có mặt và trở thành trung tâm của đám đông với những câu chuyện cười của mình. Bởi vậy, Bính Dần được rất nhiều người bạn bè yêu quý và tôn trọng. Họ dễ dàng nắm bắt và chinh phục được trái tim của đối phương. Những người tuổi Bính Dần sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 âm lịch sẽ có đời sống tình cảm phong phú, lãng mạn. Tuổi Đại Kỵ. Để cuộc sống công việc diễn ra thuận lợi hơn, Bính Dần cần phải tránh những tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Tân Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi, bởi vì đó là những tuổi Đại Kỵ, nếu kết hợp không những không mang lại hiệu quả mà còn gây khó khăn trắc trở cho cả hai bên. Năm khó khăn nhất vào độ tuổi 20, 24, 27, 30, 36, 42, Bính Dần gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc gặp nhiều khó khăn trắc trở, tình duyên cũng không mấy thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, bạn không nên đầu tư lớn vào bất kỳ lĩnh vực nào, tỷ lệ thất bại là rất cao. Điều cần thiết hơn là tập trung duy trì, ổn định công việc cũ của mình. Hơn nữa, bạn cũng không nên chi tiêu quá hoang phí, dẫn đến khó khăn và thiếu thốn. Để giúp cho bản mệnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn, Phong thủy Gia Cát xin gợi ý tất cả quý vị nên mang theo vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh. Đây được xem là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, giúp thân chủ có được sự độ trì phù hộ từ Đức Phật, từ đó vận trình luôn được suôn sẻ, bình an, may mắn. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, Bính Dần là những người rất chăm chỉ, cần cù và nỗ lực trong công việc. Họ không bao giờ trốn tránh hay lười biếng, ỷ lại vào người khác. Tuy nhiên đôi lúc kết quả công việc lại không được như mong muốn. Có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả là một phần, do yếu tố may mắn nữa. Để khắc phục điều này thì Bính Dần nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 đến năm 25 tuổi, thời gian này Bính Dần nên đẩy mạnh việc tạo dựng những mối quan hệ xã hội, thường xuyên giao tiếp, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp mới. Điều đó sẽ giúp họ có thêm kiến thức, kinh nghiệm và nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, tình duyên có nhiều khởi sắc thuận lợi hơn so với công việc. Bính Dần sẽ sớm tìm được ý chung nhân và xây dựng cuộc sống gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Bạn may mắn lấy được một người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà, không chỉ giúp bạn chăm lo cho gia đình mà còn là trợ thủ đắc lực giúp bạn phát triển công việc. Từ năm 30 tuổi đến năm 35 tuổi, công việc có sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên chỉ vì một phút chủ quan lơ là mà để tuột mất cơ hội quý giá. Giai đoạn này Bính Dần nên dành nhiều thời gian để chăm sóc người bạn đời của mình, bởi vì gia đình sẽ có tin vui đón nhận thêm thành viên mới. Từ năm 35 tuổi đến năm 40 tuổi, có nhiều chuyện buồn phiền khiến tâm trạng bị chi phối, mất tập trung vào công việc. Sự nghiệp từ đó cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên bình tĩnh tỉnh táo để giải quyết mọi khó khăn, khuất mắc. Thưa quý vị, trên đây là tử vi chọn đời nam mạng Bính Dần sinh năm 1986. Để biết thêm tử vi chọn đời của các tuổi khác, mời quý bạn hãy ghé thăm và ấn vào đăng ký kênh để nhận được những thông tin tử vi hữu ích khi cần. Chúc quý vị luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu, công việc và cuộc sống lúc nào cũng thuận hòa, viên mãn.